Đó, các bác thân mến, hôm nay là 31 tháng 3, em cũng rảnh rỗi chút, em chia sẻ với các bác là cái Covid này thì rất là căng thẳng, không giao lưu, không đi lại, nên là em cũng chuẩn bị lấy một nửa 50 em chân dài này thì em khuây khỏa với cái thời gian bên cạnh nó. Đấy. Mấy hôm nay kênh chim cú gáy hai em cũng theo cái tinh thần Covid này, gần như là những bạn nào mà ở trong cái khu vực Ba Vì Sơn Tây hoặc là gần gần trong cái bến Sơn Tây mà vẫn có cái người nào ấy thì bần cùng thì em vẫn có thể chia sẻ gửi cho các bạn hàng được. Nếu các bạn ở khu vực khác tuyến mà từ Mỹ Đình gửi đi, từ trung tâm Hà Nội gửi đi thì hoặc đi khu vực xa thì em tạm ngừng. Đấy, tạm ngừng đi để hòa chung với cái không khí. Đấy. Thì hôm nay thì mình thấy là ở trên Ba Vì mình thấy là thời tiết là như kiểu gió mùa đông bắc. Đấy, thời tiết mưa. Và ngay lập tức thì mình xuống cái chuồng úm nuôi đà điểu của mình. Đấy, như các bạn thấy là cái lượng bóng điện mình đầu tư cũng rất là nhiều, dày. Đấy. Mà mình quan sát thấy là những chú đà điểu chúng ta là đang tụm vào dưới chân bóng. Đấy. Như vậy là mình tự biết là như thế là cái thời tiết nó đã lạnh. Đấy. Và con đà điểu nó cần nhiệt. Thì báo cáo với các bác là như ở đây mình thực hiện cái video này mong muốn là các bạn đạt một số yếu tố. Thứ nhất là sạch, thứ hai là ấm áp, đấy, thứ ba là thoáng thoáng đấy, đấy. Thì ở đây thì khuyến cáo các bạn là dùng cái thảm đỏ này. Cái thảm này là mua thị trường là khoảng 40.000 một mét vuông. Đấy. Thì các bạn dùng cái thảm này thì các bạn để cho nó ấm bụng. Đấy. Đây là giai đoạn úm mà. Đấy. Úm. Giai đoạn úm. Thế thì cái bóng điện thì chúng ta mua cái bóng 100W và dùng cái đuôi sứ. Mỗi một bóng thì thấp chiều cao so với mặt sàn của thảm này là khoảng 35 đến 40. Đấy, ứng với giai đoạn 10 ngày tuổi. Đấy. Tất nhiên con đà điểu nó lớn lên, nó cao lên, nó với được tới cái bóng như thế này thì các bạn phải cao lưỡa lên, không con đà điểu nó chạm đầu nó bị cháy xém bỏng đầu hoặc là nó cứ rỉa. Đấy, như này là nó cũng rỉa rồi. Đấy, thì các bạn phải đầu tư bóng để làm sao cho con đà điểu chúng ta không bị lạnh. Dấu hiệu nó bị lạnh là nó có thể là bị khô chân hoặc bị chảy nước mũi. Đấy, tuy tuy là cái việc sửa đấy là nhiều bạn lại 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 tốt quá là cái chật, các bạn dùng cái không gian quá chật, ví dụ như có 3-4 mét vuông mà các bạn lại thắp thắp kín hết tất cả, nên là cái không gian cả cái chuồng đấy của nó là nó đều là bóng hết và nó bị thương hẳn. Đấy. Thì vì sao thì đây bản thân mình cũng chia sẻ luôn là cái khu vực ngoài này là mình không có bóng, đúng không? Thậm chí là khu vực xa xa kia mình cũng không có bóng. Đấy. Các bạn thấy có bóng đâu? Đấy. Không có bóng thì con đà điểu thì khi nào nó cần nhiệt thì nó sẽ tụm vào bóng điện ở cái khu vực một nửa chuồng chúng ta đầu tư bóng. Đấy. Khi nào nó không cần nhiệt thì nó sẽ phải đi ra những chỗ không có bóng điện, thì như mình thế thôi. Đấy. Mưa thì chạy vào mái nhà mà nắng thì gì ra gốc cây. Đấy. Như thế thì nó mới tốt. Thế nhiều khi các bạn nhốt tất nó vào trong một cái không gian rất chật hẹp và lắp bóng điện kín mít, chắc chắn nó cũng sẽ bị thương hàn, bởi vì cái nhiệt độ của bóng điện nó khác so với cái nhiệt độ ngoài trời. Đấy, thế nhưng mà nếu như mà nó lạnh quá mà các bạn, ví dụ các bạn nuôi 20 con mà các bạn đầu tư có một cái bóng điện thì làm sao nó đủ nhiệt để nó sấy được cho cái nhiệt độ trong cái không gian đó. Đây các bạn nhìn thấy là mình zoom lại nhỏ một chút. Các bạn thấy là tại cái chỗ này của mình là có bốn bóng ngang nhau. Đấy. Mỗi bóng là có một bóng thấp nhất là 30 năm, cao 30 năm, bóng cao như hơn nữa là 40, 45, 50. Thì mình làm như vậy bởi vì là nó sẽ tăng dần, giảm dần, giảm dần. Và mỗi bóng thì cách nhau 50 đến 60 cm. Và không gian chuồng của mình chỗ này là khoảng 10 mét vuông, 12 mét vuông. Nhưng mình chỉ thắp bóng điện có một nửa thôi. Đấy. Còn lại một nửa là mình để ra cái khu để nó chơi ở ngoài. Thì hôm nay mình thấy như thế thì mình đầu tiên là mình phải cho cái nước của mình cho uống, thì có thể là các bạn cẩn thận các bạn đun sôi để nguội hòa với cái thuốc tiêu lồng đỏ, thuốc B Complex rồi thuốc
canxi nọ kia, những cái thuốc tốt nhất trong cái giai đoạn uống các bạn hòa vào. Đấy, và hòa thường là các bạn cho nhịn qua đêm, là các bạn sáng ra thì các bạn hòa uống giai đoạn từ 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng là đẹp nhất. Đấy. Thế còn bản thân cái máng cho ăn đây mình cũng phải để vào giữa, xung quanh nó là ba bốn cái bóng điện. Vì sao hôm nay đặt như vậy? Bởi vì là nó lạnh. Đấy, khi nó lạnh thì đương nhiên là con đà điểu nó sẽ ăn, nó đứng chỗ nó ăn, nó đứng nó sẽ ấm. Đấy. Và lưu ý cái giai đoạn là trên dưới 10 ngày tuổi thì các bạn không nên cho ăn rau sớm. Đấy. Thực ra là cái rau thì nó ăn thì cũng tốt, nhưng mà nó lúc đấy là nó còn mình vẫn còn giải thảm, là các bạn cho ăn rau thì hệ thống tiêu hóa của nó là chưa chưa thực sự hoàn thiện, và cái giống ăn rau thì nó ỉa phân đen, mà bắt đầu là nó các bạn vệ sinh nó không kịp, hoặc là vô tình là nó ăn phân của nhau nó cũng rất là không tốt, nó gây đến cái việc là bị run sán, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện mà mình cũng rất là trăn trở đấy, báo cáo với các bạn là mình thì kênh Chim Cu Gáy Hay, và đã bán đến thời điểm này trong cái khuôn của cái năm 2020 này khoảng trên 10.000 con giống rồi ra thị trường. Đấy, thì mỗi một nứa của mình thì thường đàn của nó là 140 con, 150 con. Đấy. Thì chia đều cho khoảng tầm trên trên 10 khách hàng, trên dưới 10 khách hàng. Có người thì 20 con, người thì 6 con, người 4 con, người 12 con, người 8 con, và người 30 con. Thế vậy thì chia thì mà như thế là một đàn mình sẽ bán cho khoảng tầm 10 người trên dưới. Thì thực tế là vẫn cái đàn đấy, vẫn cái lứa đấy, vẫn cái lô đà điểu đấy. Nhưng tại sao lại có những người thì nuôi rất tốt, mà tại sao những có người là nuôi thực sự là cũng còn thiếu thiếu cái tỷ lệ rủi ro trong chăn nuôi nó vẫn còn. Đấy. Ví dụ như có những bạn nuôi 10 con thì thấy báo rủi ro mất 2 con rồi. Đấy. Đấy. Hoặc chí là còn thậm chí còn hơn. Đấy, nhưng mà có những bạn nuôi 30 con thì chưa thấy báo rủi ro con nào cả. Vẫn còn hỏi bảo là có nứa không thì bắt tiếp. Rồi những người khác đến thích quá hỏi mua tiếp. Thì vấn đề ở đây là các bạn phải nên kết nối với nhau. Đấy, các bạn nên kết nối với tôi, các bạn nên đọc tìm hiểu cái sách, các bạn nên gặp gỡ kết nối Zalo với những người đã có kinh nghiệm úm nuôi nhiều năm, ví dụ như anh Quý ở Đan Phượng. Nếu như cần thiết thì mình sẽ đăng cái số của anh Quý lên trong cái video này, bởi vì mình phục anh ấy, là một cái hộ chăn nuôi 3 năm nay anh có lấy giống của mình và anh ấy nuôi rất thành công, từ đàn 50 con, 30 con, 20 con là chưa hụt con nào cả. Đấy. Bất kể cái bệnh gì là anh có thể là tự chữa được. Đấy là một con người rất sáng tạo. Đấy. Anh Quý, mình rất phục anh ấy. Anh ấy giỏi hơn cả với những cái cán bộ chuyên ngành luôn. Đấy. Thế nhưng mà có những bạn thì bập vào lần đầu tiên thì là dính cước luôn. Đấy. Trong vòng tuần 2 tuần đầu thì rất là đẹp. Đấy. Lớn. Lớn từ lúc mình giao đà giống là nó khoảng 1 cân, rồi các bạn nuôi đến thời điểm nó khoảng 2 cân một con rồi. Đấy. Thế nhưng mà bắt đầu từ 2 cân là bắt đầu nó cứ leo heo dần, thì mình cũng không hiểu là nó xảy ra như thế, thì mình cũng rất là trăn trở, bởi vì thực ra có những bạn ở rất xa, có những bạn ở tận khu vực xa lắm, thì mình chỉ biết là hỏi thăm cho ăn uống gì, rồi khuôn viên chuồng trại ra làm sao, rồi cái cách mình chăm sóc hàng ngày như thế nào. Thì báo cáo các bạn là các bạn nói gì nói các bạn cũng phải đầu tư đi. Các bạn đã xác định bỏ ra số vốn thì các bạn phải đầu tư, là thứ nhất là cái thảm, thứ hai là cái bóng sưởi, thứ ba là máng ăn máng uống. Tôi nói đơn cử như như có một bạn là khi xảy ra rồi các bạn mới gọi điện cho tôi, thì có bạn thì bảo là em giải trấu, có bạn thì em giải vôi. Vôi ăn vào thì loét ruột, mà trấu ăn vào thì hóc, nó không tiêu. Con này nó nhỏ, nó biết cái gì đâu, thậm chí nó ăn dính cái quả cau rụng nó bị tắc ruột, nó chết. Ăn dính những cái hòn đá nó to, nó sắc nhọn, nó hỏng hết cái nội tạng. Đấy. Thì có những bạn thì cũng là cái máng nước, tôi xin chia sẻ với các bạn là cái máng nước như của tôi này là bằng gốm và đít phẳng, miệng cao so với sàn là 15 cm, đúng tầm như con đà điểu đứng uống, mà nó có dẫm vào nó ngã vào đấy nó không chết đuối. Nhưng có bạn này chơi ngay một cái xô sách vữa, cái xô nhựa sách vữa trên thị. Thì câu chuyện ở đây nó rất là buồn cười, là bạn đi lấy ngay cái bạt xanh xanh mà mình mua đây này, các bạn giải ra lên này, thế là nó trơn, thế là cái chân của nó bị gì, nó bị cứ nó con đà điểu nó dẫm vào, nó cứ như kiểu là mình dẫm vào sân giếng ấy. Nó xoạc ra, nó bị xoạc, nó bị xoài cái háng chân ra. Thì cái đấy nó không đúng rồi. Có những bạn
giải về là còn cho ra nền gạch hoa đấy, thì nó bị xoạc ba ba hết, xoạc xoạc như kiểu là bò sữa, mình bị xoạc ở quê tôi nó gọi bò sữa bị xoạc ba ba, nghĩa là như kiểu mình dạng hai chân cho mình xoạc, thế đến lúc nó thành tật, nó không đứng được dậy hoặc là nó bị lỗi. Thế nên sau là cái trường hợp đấy là các bạn phải lấy dây buộc gò hai cái chân nó khép háng vào đấy, và di chuyển vào đến cái chỗ mà thảm như này nó có ma sát đấy, thảm là tốt nhất các bạn nhé. Còn nếu như các bạn làm những cái ấy khác là các bạn phải hỏi ý kiến, nhưng bạn không tùy tiện được. Cái xô đựng sách vữa và màu xanh xanh nhựa đấy thì thực ra là các bạn nên nhớ là nếu con nào mà nó chạy nó nghịch nó lộn vào đấy thì chắc chắn là chết đuối rồi. Con đà điểu này nó có mỗi hai chân nó lộn cổ xuống là nó không gì gì là nó chết đuối rồi, mà đâu phải ít tiền đâu đấy. Mà đơn giản nhất cái cám này thế thôi, các bạn nên dùng cái cám có cái hãng tốt, đúng đủ đúng theo tiêu chuẩn 21% đạm đấy. Đấy, các bạn cũng phải đầu tư cái thuốc úm đi, cái thuốc tiêu lòng đỏ, cái thuốc canxi, rồi cái thuốc chống viêm rốn, rồi cho nó lọ kia đúng không? Thực ra là mình chỉ đầu tư ra khoảng một đôi 300, 500 đổ về là nó xong một cái lứa úm, nhưng mà nó không rủi ro. Nên các bạn thấy là cái đàn của mình đây, nó rất là nhanh nhẹn đúng không? Bản thân mình đang ngồi đây là mình phải sờ vào lưng con đà điểu này, thấy cái lưng nó ấm, đấy. Quan sát thấy con đà điểu là nó đi phân như thế nào. Đấy, mình nên cho ăn rau hay chưa, hay là uống cái thuốc này nó thấy như nào, hoặc là lúc nó ngủ, hôm nay thời tiết như này nó ngủ như này, nó tụm vào những cái khu bóng điện, mai nắng oi ả thì tại sao nó lại không không ở trong bóng điện mà lại sang ô bên ngoài này, thì lúc đấy mình lại phải rút bớt bóng điện đi. Đấy, chúng ta chỉ xoay ngược lại cái bóng này lỏng ra một chút là nó không tiếp xúc với điện là nó sẽ mất sáng. Thì những cái lúc như thế là vừa chúng ta vừa tiết kiệm được điện mà chúng ta vừa là đỡ hại cho con đà điểu đấy, đỡ nợ cả đôi được đấy. Nhưng như hôm nay thời tiết âm u, gió mùa đông bắc, mưa phùn lâm tâm, thời tiết dự báo thời tiết trong mấy ngày tới là có vấn đề, thì mình phải đi mua dây điện, bóng điện đấy mình nuôi. Chứ chúng tôi giao con giống cho các bạn, tôi chỉ bảo hành trong vòng một tuần thôi đấy. Trong vòng một tuần nếu như con đà điểu nó có mầm bệnh dịch thì nó sẽ chết đấy. Tất nhiên là nếu như bảo vaccine thì chúng tôi bản thân trang trại cơ quan nhà nước người ta cũng sẽ phải làm, những người làm con giống tối thiểu người ta sẽ. Thì lại xin chia sẻ với các bạn là đấy, các bạn đã chăn nuôi thì các bạn phải yêu thích chăn nuôi, nhưng mà thật sự là cũng có những bạn là quá cẩn thận, quá cẩn thận thì nhưng mà cẩn thận quá mà không không đúng kiểu của nó cũng không tốt đấy. Ví dụ như là có những bạn thì mình thấy là thấy bảo là bơm cho nó ăn, thấy bảo cho canxi thì gần như là cho nhiều lượng quá thì nó sẽ quá liều về canxi nó cũng sẽ tiêu chảy. Đấy. Bơm thì thực ra là còn nó hơi yếu yếu thì mình bơm một một lần nó có khỏe khỏe nó ăn được theo đàn rồi thì thôi. Thì bản năng nó ăn tự nhiên nó khác, các bạn cố tình bơm thì người ta gọi là bị đói lả thì mình mới hỗ trợ. Đấy. Hoặc là tôi quan sát này, ví dụ như con nào mà có những cái bông tai kia nó màu xanh xanh đỏ đỏ mà nhiều con khác nó cứ rỉa nó làm cho con nó đau thì mình phải cắt bỏ đi, mình bỏ ra chỗ khác đi đấy, đấy. Thì đó là những cái mà chúng ta lên sát sao trong chăn nuôi đấy. Kia những con kia nó ra ngoài kia nó chơi thấy không, thì kệ nó, con nào nó cảm thấy thiếu nhiệt nó buồn ngủ thì nó sẽ tụm vào những cái khu bóng điện để nó ngủ đấy. Một trong những cái yếu tố đầu tiên là các bạn phải nhiệt độ, nó phải từ 27 đến 33 độ, các bạn nên nhớ là cái nhiệt độ xung quanh môi trường như thế nó phát triển tốt, tất nhiên nó có thể xung sai đấy. Thứ hai là cái nguồn thức ăn nó phải đúng, giai đoạn trước 15 ngày tuổi các bạn không nên cho ăn rau linh tinh đấy. Nhiều bạn nên cho ăn cái những cái rau mà mình hiểu cho nó là cái đồ lạnh nó không tốt. Thứ hai thứ ba nữa là cái không gian chuồng trại các bạn không chịu đầu tư, các bạn cho bốn con vào một cái hố, cái chuồng lợn thì các bạn biết là thiết kế xây nó cũng rất là sâu, là bản thân con đà điểu nó đứng như kiểu đứng ở dưới đáy giếng, nó đâu có thoáng, nó lớn làm sao được đấy. Có những bạn thì mái che rồi những cái che xung quanh đây, như mình che rất là cẩn thận các bạn đúng không, che đến tận đỉnh luôn, thậm chí bắn lưới mắt cáo như này thì còn thậm chí là mèo cáo không thể vào được đấy. Trên này nó có bóng điện thắp sáng suốt ngày thì mình, con đà điểu nó phải nhìn thấy ánh sáng, phản ứng ánh sáng thì nó mới không hoảng loạn, nó mới không sợ, nó mới nhìn thấy thức ăn đấy. Mà bóng bóng úm này mình điều chỉnh
khoảng cách điều chỉnh cái độ thời lượng sáng ngày nào, mùa nào, bóng nào, mình điều chỉnh liên tục. Hai nữa là mình mua những cái gói thuốc tiêu lòng đỏ, rồi những cái thông thuốc bổ sung canxi, rồi những cái gói thuốc B complex, rồi những cái gói thuốc chống viêm đường ruột, đường tiêu hóa, rồi đau bụng thì cho ăn uống cái gì. Thì đấy, cái đấy là một cái điều mà mình rất là mong muốn là các bạn lên nắm bắt được những cái kỹ thuật và nắm bắt được cái bài chia sẻ này của mình. Cám các bạn đổ ra như này nhưng mà nó lâu quá rồi nó ỉu. Nó ỉu thì nó sẽ mềm cám và nó sẽ chua cám. Đấy. Trong quá trình mình nuôi mình thấy con đà điểu cái mỏ nó ăn nó hai cái mỏ của nó úp vào nhau như thế này, như kiểu hai cái mặt nó úp vào nhau, nó như hai cái thìa úp vào nhau. Như cái hố này này nó bị mắc ở trong đấy. Nhưng các bạn phải bắt các bạn rửa đi. Rửa cho nó khỏi bị loét, bị viêm, nó kiểu mình bị loét miệng, nó mất vệ sinh đánh răng hàng ngày. Con đà điểu này thì nó không nói được, nó không làm được. Nhưng các bạn phải vệ sinh đi. Đấy, cái chân của nó ví dụ như có những con cái ngón của nó bị vặn. Thì các bạn lấy bác dính các bạn quấn nó thẳng đi. Quấn đi khoảng 3 4 hôm đầu xong bắt đầu là nó thẳng thì là tự nó vào cái thế thẳng đấy thôi. Nó như kiểu tay mình gãy mình phải bó vào nẹp vào. Đấy, thì nó vào cái thế đấy rồi im rồi nó liền xương thì thôi. Hoặc là có những cái con mà nó ốm yếu thì mình phải bơm cho nó thuốc bổ, hỗ trợ cho nó ăn uống thêm đấy. Đấy. Hoặc là cần thiết phải phải là bắt riêng ra cho ăn riêng đấy. Đấy. Cái tập tính này là nó phải bầy đàn. Nếu các bạn nuôi tầm 5 7 con, 10 con đổ lên rất thuận lợi hơn là so với các bạn nuôi 1 2 con. Các bạn nuôi càng ít thì các bạn càng phải quay vào cái không gian vừa phải thôi. Vì các bạn nuôi ít mà các bạn cho ra hai con đà điểu các bạn cho vào 20 mét vuông, độc nó đi từ đầu chuồng đến cuối chuồng thì giờ nó nhớ bầy nhớ bạn, nó chạy nó đi nó mỏi nó mệt, nó cuối cùng là nó suy nhược, nó mệt, nó gầy, nó bỏ ăn. Trong khi đó các bạn nuôi tầm 5 6 con các bạn cho vào một cái bằng cái chiếu thì nó rất hợp lý, nó vừa được ấm áp vừa đi lại thuận tiện, đúng không ạ? Đấy, đây các bạn thì quan sát thấy là tại sao lần này nó ngủ nó tụm vào như này, bởi vì nó thiếu nhiệt. Đấy, nó thiếu nhiệt. Và vì sao nó lại nhổ lông nhau thì quan sát nó thế nào mà nó nhổ lổ giống nhau, mình cho ăn nó thiếu chất gì mà nó lổ lông, nhổ nhổ lông nhau. Chúng ta làm cái máng này nó rất là vệ sinh, nó ăn xong là nó không rơi ra ngoài. Đấy. Thì cái thảm của chúng ta rất là sạch, sau nhiều ngày nó vẫn không phải ấy, nhưng chúng ta để rơi vãi ra ngoài thì nó sẽ ẩm ướt, nó sẽ chua mốc, đúng không ạ? Đấy, có thể nó đái ỉa ra xong nó lại ăn vào luôn, làm sao mà nó chả bệnh, làm sao nó chả đau bụng, làm sao nó chả đi ngoài. Cái số điện thoại của bên em thì là 033 5305982 và 0989 177982. Thực ra là em cũng rất là làm cái này bằng cả một cái trái tim, bằng cả một cái tâm huyết. Đấy. Mình bán giống cho người ta cũng là không phải là mình nặn ra được, mình cũng phải gột úm, cũng phải nuôi, cũng phải mua. Nhưng mà khi các bạn chia sẻ là các bạn có lãi trong chăn nuôi thì tôi rất mừng. Khi các bạn nói là rủi ro cho nuôi thì thực sự là tôi ăn bữa cơm không ngon tí nào cả. Đấy. Tôi thực sự là tôi rất là nghiêm túc trong cái vấn đề kinh doanh lâu dài. Nên các bạn biết là tôi không phải ngẫu nhiên mà tôi làm cái kênh chim cu gáy hoặc là những cái thứ mà tôi đăng lên đều bán được cả. Bởi vì tôi có một cái trái tim, tôi có một cái sự chân thành, tôi có một cái tâm huyết, có một cái sự chia sẻ. Tất cả cái điều đó thì nó trong 100 người thì sẽ có 90 người, 95 người đến với tôi. Và còn một số những cái thành phần 5% kia, 10% kia thì có thể họ cũng không được như chúng ta mong muốn, không được như tôi mong muốn. Thì cái việc xã hội nó là như vậy. Nó phải có sự cạnh tranh, nó phải có cái sự gọi là đố kỵ, nó phải có những cái mặt trái, những cái mặt mà mình, những cái thứ mà mình không mong muốn, đúng không? Rõ ràng là trong cuộc sống nó có những điều mình không mong muốn nhưng mà nó vẫn đến với mình. Đấy. Đấy, có những điều là mình mong muốn nhưng chưa chắc nó đã đến với mình. Thì nói nó cũng triết lý một chút thì các bạn cũng thông cảm. Đừng cười mình nhưng mà thực ra là mình cũng chia sẻ những cái hình ảnh như thế này. Ngày hôm nay đây là cuối cùng của tháng 3 rồi. Covid cũng rất là căng, bản thân cũng không đi ra ngoài, cũng tuân thủ theo cái nghị cái tinh thần của cả nước. Yêu yêu nước thì mình cũng làm để mình nuôi, mà lúc mình nuôi thì mình cũng thấy nó cũng rất là vui, vì chúng cứ nhanh nhẹn ăn uống lớn, một ăn một lớn nên là mình rất là vui, ok rồi.
thực ra cái tiền điện nó chả đáng bao nhiêu cả, các bạn úm 2 tháng cứ cho hết một cái lượng ấy còn hơn nó là bị rủi ro chết một con đà điểu các bạn ạ. Chết là mình tạo thành cái dấu ấn, cái hình ảnh, hoặc là đấy, đấy nó chạy rất là nhanh, nó khỏe. Chăn nuôi là phải để ý, phải săn be, phải ngó nghiêng, ăn nằm, có những người phải nhìn ra nó ỉa như thế nào, rất nhiều những cái vấn đề. Phải yêu thích thì mới chăn nuôi được, còn những ai mà chỉ tay năm ngón hoặc là làm việc nó hời hợt không đến nơi đến chốn thì rất là khó khăn, làm cái gì nó cũng khó khăn các bạn ạ. Đấy. Năm nay rút kinh nghiệm là mình cũng toàn gửi cho các bạn những cái tài liệu rồi những cái thuốc, và bản thân mình cũng có gây dựng cái trang, cái kênh kết nối Zalo. Mình đưa thông số điện thoại Zalo của những người có kinh nghiệm để thay vì mình giải thích thì mình cũng cho những cái người có kinh nghiệm rồi giải thích cho những khách hàng chưa có kinh nghiệm, tự họ tự cộng đồng chia sẻ nhau rất là tốt. Mình để ý là nếu như các bạn cho ăn cám gần như cái mỏ cho chân của nó rất là sạch, nếu các bạn cho ăn rau sớm là nó cũng rất là mất vệ sinh ở cái mỏ, mà trong rau nó không chất, ít chất. Sau này nó lớn nó ăn rau thế nào cũng được, nhưng mà lúc nó bé thì không nhất thiết phải ăn nhiều rau quá. Mình hiện giờ thì đang sinh sống tại ngay cổng trạm nghiên cứu đà điểu Thụy Phương Ba Vì, thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Nếu như các bác nào mà mới mua con giống thì khuyến cáo là lên đến tận nơi nhìn thấy cái mô hình chuồng trại của mình như thế này. Đấy, cũng như mình đang quay các bạn đang xem thì cũng thế thôi. Nó là như thế, các bạn đầu tư tối thiểu là cái máng ăn như thế này, cái máng uống như thế kia, cái bóng điện như thế này, đuôi bóng điện như thế này bằng sứ. Rồi căng bạt như thế này, thắp bóng sáng như này, lợp mái như này, căng lưới như này, và những cái tấm cót, đứng cái tấm cót như thế này. Rồi nền cát, rồi cái lượng không gian chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, tài liệu. Mình rất mong muốn chia sẻ hơn nữa các bạn ạ. Bản thân cũng xuất thân từ ông bà bố mẹ đến thế hệ mình cũng là người nông dân chân chất, mình rất thích chăn nuôi, mong muốn bà con chăn nuôi thành công và có thu nhập để vươn lên trong cuộc sống. Đấy, có lẽ là hôm nay cũng là một cái ngày là mưa dầm gió bấc, mình ở nhà chăm cái đàn là điều đứng lẩm bẩm một mình, nhưng mà cũng là nói trên kênh để cho mọi người hiểu thêm về mình. Và cũng ai có những cái mà chưa làm đúng như mình nói thì có thể là thực hiện ngay, ai làm tốt rồi thì có thể là cho một vài những cái comment hoặc là có thể chia sẻ cho cộng đồng mọi người đều biết. Đấy, có thể là mình đang làm cái nhóm là hội chăn nuôi đi con giống đà điểu đấy, thì các bạn nào kết nối Zalo vào nhóm đấy và các bạn cố gắng là chia sẻ những cái kinh nghiệm tốt đẹp, chứ mình không thích là vào đấy là miệt thị nói lời đáng nói, hay là có những cái việc nó ảnh hưởng đến cái uy tín, cái chất lượng, cái hình ảnh của mình là mình không thích. Có thể là mình sẽ như trong cái điều khoản đó, trong những cái điều điều mà nó không thực sự là hợp lý thì mình cũng có thể là không không duy trì đấy. Đấy, nên là cũng ai cũng thế thôi, chúng ta bắt tay nhau để hướng đến một cái tốt đẹp, chứ không phải là sinh ra một cái xã hội mạng cộng đồng để có những cái lời lẽ như một số kênh mình vào mình xem buồn cười lắm, có những cái lem đá rồi những lem gạch rất là đau đầu luôn. Thì có lẽ là không không nên vào cái nhóm đấy làm gì cả, mình không gì cả. Cũng một buổi sáng khá là tâm huyết chia sẻ như vậy, mong các bạn là có thể là ủng hộ mình, bấm một nút chuông đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi những cái video sau. Xin chúc các bạn một ngày thật ấm áp bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.